Để trồng được những luống rau tươi ngon và an toàn thì một trong những khâu rất là quan trọng chúng ta cần nhắc đến đó là làm đất. Trước khi gieo xạ thì các bạn cần phải cày cho đất tơi xốp, dọn sạch gác, cỏ dại cũng như tàn dư thực vật của vụ trước. Sau đó chúng ta sẽ bón vôi, phơi ải từ 7 đến 10 ngày. Cái việc bón vôi trong giai đoạn này rất là quan trọng nha các bạn, với những lợi ích sau. Nó sẽ giúp cải tạo đất thông qua khả năng hạ phèn, khử chua. Vôi bột còn có tác dụng khử trùng. Nó sẽ giúp cho cây phòng trừ được nấm bệnh gây hại. Và nó sẽ bổ sung cái canxi cho đất, giúp cho bộ rễ cây phát triển khỏe, tăng khả năng chống chịu của cây. Vôi ở đây mình sẽ sử dụng vôi bột nông nghiệp, thì các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Khi mà các bạn trồng với diện tích lớn thì các bạn nên bón vôi vào buổi chiều mát hoặc là sáng sớm để không bị nóng tay. Cũng như là các bạn cần phải đứng trên cái chiều gió để vôi không bị bay vào mắt của chúng ta nhé. Sau khi phơi ải xong thì chúng ta sẽ tiến hành bón lót phân lăng kết hợp với các loại phân hữu cơ hữu hoai như phân gà, phân bò, phân xanh hoặc là phân trùng quế. Nếu được thì các bạn nên bón lót kết hợp thêm các loại vi sinh vật như Bacillus, Trichoderma để phòng trừ nấm bệnh gây hại qua bộ rễ, cũng như tăng cường cái hệ vi sinh vật có trong đất. Cái mục đích của việc bón lót phân lăng ở giai đoạn này là giúp cây chịu được chua, kiềm, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của ngoại cảnh như nóng, lạnh, ngập úng hay là hạn hán. Phân lăng rất cần cho sự hình thành của các bộ phận mới của cây như phát triển bộ rễ, hình thành mầm hoa, đẻ nhánh, phân cành, ra hoa, đậu quả. Phân lăng còn có tác dụng hạn chế cái việc bón thừa phân đạm cho cây. Đối với phân lăng thì các bạn nên bón sớm vào giai đoạn này, bởi vì đây là loại phân chậm tan và khó tiêu. Vì vậy các bạn nên lựa chọn các loại phân bón sao cho phù hợp. Phân super lăng phù hợp cho tất cả các loại đất, nhưng hiệu quả nhất là trên đất không chua hoặc là ít chua, pH từ 5,6 đến 6,5. Còn phân lăng nung chảy thì hiệu quả cao với đất chua. Thì sau đây là cái bảng liều lượng phân bón lót mà chúng ta có thể tham khảo. Phân bón lót đối với rau ăn quả thì các bạn nên bón trước khi lên luống. Còn đối với rau ăn lá thì chúng ta sẽ bón sau khi lên luống. Bởi vì cây ăn quả thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển ở tầng đất sâu hơn là rau ăn lá. Các bạn bón như vậy thì cây nó gần như hút có thể hoàn toàn cái lượng dinh dưỡng mà mình bổ sung vào trong đất. Đối với rau ăn lá thì các bạn lên luống rộng từ 1m đến 1m2, chiều cao từ 15 đến 20cm trong mùa khô, và mùa mưa là từ 20 đến 25cm để chống ngập úng. Bón phân cho rau ăn lá thì các bạn cần bón đều trên mặt luống, sau đó sẽ dùng cào, xới sáo để phân được trộn đều trong đất, và các bạn gieo hạt trực tiếp hoặc là cái cây. Còn đối với rau ăn quả thì các bạn sẽ lên luống cao từ 20 đến 25cm trong mùa khô, và mùa mưa thì các bạn lên từ 25 đến 30cm để chống ngập úng. Còn đối với chiều rộng của luống thì sẽ tùy thuộc vào từng loại cây trồng như dưa leo, khổ qua, bầu, bí. Như bí xanh thì các loại leo vàng thì các bạn sẽ lên luống rộng từ 1m2 đến 1m6. Còn các loại như là ổi, trồng bò dưới đất thì các bạn sẽ lên luống là từ 4 đến 6m. Và cái rãnh là nó sẽ rộng từ 35 đến 40cm nha các bạn. Các loại rau ăn quả nếu trồng thương mại thì các bạn nên lên luống và chải bạt. Còn đối với trồng ăn với diện tích nhỏ thì các bạn không cần phải chải bạt. Mục đích của việc chải bạt sẽ giúp hạn chế mất nước, duy trì độ ẩm của đất, ngăn cỏ dại phát triển, tiết kiệm được nguồn nước, tiết kiệm được phân bón, giữ được độ tơi xốp của đất và bảo đảm chất lượng nông sản nha các bạn. Điều lưu ý, trồng các loại mà cây trồng khác nhau thì các bạn cần tách riêng khu vực để kiểm soát tốt tình hình sâu bệnh cũng như là cái quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Thì các bạn cần chú ý trồng luân phiên và lựa chọn những loại cây trồng khác nhau, khác họ trên cùng một diện tích để hạn chế sâu bệnh gây hại nha các bạn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp các bạn có được những bước đầu tiên chuẩn bị thật là kỹ lưỡng và tự tin trồng thành công những loại cây mà mình mong muốn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.